Hello, chào mừng cả nhà đến với kênh Mua Là Ship. Hôm nay Mua Là Ship sẽ giới thiệu cho cả nhà một vài mẫu hầm chậm đa năng của bia với các dung tích khác nhau, sẽ giúp cho nhà mình đa dạng hơn trong cái việc mà lựa chọn. Rồi mời mọi người cùng theo dõi nha. Nồi hầm chậm đa năng của Be thì khá đa dạng về dung tích cũng như là mẫu mã. Be luôn hướng tới những cái thiết kế mẫu nồi với màu sắc tinh tế sang trọng, làm cho gian bếp của chúng ta trở nên sang trọng hơn, kích thích các chị em chúng ta có động lực để vào bếp hơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các cái loại dung tích nồi mà bên Mua Là Ship có sẵn các mẫu này nha cả nhà. Rồi, thì cái mẫu đầu tiên đó là mẫu màu xanh pastel như thế này, với dung tích 1 lít thì mình có thể là hầm cháo cho baby, nó cũng dạng là nồi nấu đa năng luôn nha cả nhà. Chân yến thì rất là hợp lý. Đối với cái nồi này thì nồi với dung tích 2 lít thì phù hợp với gia đình mình từ 2 cho tới 4 người. Còn đối với cái nồi 3 lít như thế này thì sẽ phù hợp với gia đình mình đông người hơn, là từ 4 cho tới 5 người. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng với cái số lượng người trong gia đình mà mình hãy chọn cho mình một cái loại nồi với cái dung tích phù hợp nhé cả nhà. Nồi hầm chậm đa năng của bia thì nó sẽ có hai dạng, một dạng là hầm chậm nhưng mà mình nấu trực tiếp, tức là mình cho các nguyên liệu vào trong cái nồi như thế này, vào trong cái thố sứ lõi sứ như thế này, bắt đầu là mình cho các nguyên liệu vào mà mình nấu, mình sẽ chọn cái chức năng nấu mà mình cần nấu. Còn đối với em be màu xanh như thế này thì mình nó là một dạng là nồi hầm chậm chưng cất thủy, vì thế là mình phải đổ nước vào trong cái vỏ nồi như thế này thì mình mới nấu được nha cả nhà. Mua Là Ship hy vọng là với những cái mẫu mã của các em nồi như thế này sẽ giúp được cho các chị em nhà mình giảm bớt cái thời gian nội trợ vào bếp, mang lại nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng cho gia đình mình mỗi ngày. Rồi, nếu trong quá trình sử dụng và các chị em mình có bất kỳ câu hỏi hay là vấn đề gì thì vui lòng comment theo link bên dưới giúp mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.